Dạ em xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Smart Investment của em. Hôm nay em cũng review một tí về thị trường chung ha. Và em sẽ phân tích thị trường chung ở giai đoạn nước sóng nước rút như thế này và phiên ngày hôm nay có những diễn biến gì. Và như em đã nói ở cái clip trước này thôi, anh chị mình có thể xem lại ha. Em để cái clip này ở cái phần màn hình kết thúc của video á. Anh chị mới có thể bấm xem lại. Thì không mới nữa. Tất cả dòng cổ phiếu bây giờ nó đã qua điểm mua cho anh chị mình mua rồi. Anh chị mình có hàng canh chốt, anh chị mình không có gia tăng hay là không có đảo hàng nữa ha. Có hàng sẵn cứ bùng nổ là chốt. Anh chị thấy phiên ngày hôm nay em sẽ phân tích thị trường chung nè. Phiên ngày hôm nay là một phiên xanh điểm nhưng mà thanh khoản cũng rất là lớn, nhưng mà anh chị thấy xanh điểm nhưng mà cả thị trường vẫn đỏ. Đây là một cái phiên gọi là phiên phân phối đầu tiên của thị trường à, họ dùng những cái con trụ, những cái con mà chiếm thanh khoản lớn trong VN30, họ kéo chỉ số về đi đi lên, nhưng mà dòng tiền nó không có lan tỏa đến mã cổ phiếu khác. Thành ra anh chị thấy là thị trường đóng cửa giá xanh, thanh khoản bùng nổ, nhưng mà các mã cổ phiếu nó bị bán à, nó bị điều chỉnh ha, nó bị điều chỉnh. Nên chị mình lưu ý là giai đoạn này á, mình có hàng mình cứ canh chốt, tại vì á, các đội khi mà trên đường đi như thế này nè, nhịp tăng nè, nhịp sóng nước rút á, trên đường là luôn luôn có những phiên phân phối hết. Tại vì với một phiên mới, một phiên như thế này thì cũng không phân phối hết hàng được, thì phải kéo lên tiếp ha, kéo lên tiếp tạo một cái đà hưng phấn của thị trường á. Đấy, phải phân phối thêm vài phiên nữa thì nó mới có một cái phiên gãy mạnh, thì mới làm một cái game mới, vòng mới cho vừa đi được ha. Thì nói chung là nó sẽ kéo thêm một cái nhịp nước rút nữa, thì mình lưu ý. Thành ra bởi vậy em mới khuyến nghị là không có mua mới nữa ha, cứ kéo lên ai mua đuổi thì mình chốt giá cao à, mình chốt lại. Đoạn này anh chị không cần lãi nhiều đâu, lãi là ok rồi, anh chị đã ăn một cái con sóng như thế này rồi, lên tới đây giai đoạn đuôi cá rồi, anh chị mình không kỳ vọng lãi nhiều nữa ha. Cứ bùng nổ là bán, bùng nổ là bán là hợp lý nhất ở giai đoạn cuối sóng như thế này. Đấy. Và nhưng mà vừa đi ở giai đoạn hiện tại nó khác ở giai đoạn trước ở một chỗ. Anh chị mình lưu ý là giai đoạn trước á, nó tăng thấp đâu đó tầm 150 điểm nè. Nhưng mà cái vùng hỗ trợ của nó rất là xa, vùng chợ túi dưới này là và nó kéo một cái giai đoạn thấp như thế này không hề có hỗ trợ, không hề có cái sự tích lũy lại. Trừ cạn cung chạy tiếp hoặc là những cái nền đỡ giá hay là tạo đỉnh này kia, nó kéo một cái biên mà gọi là kéo thóc lên như thế này. Thì khi mà anh chị biết khi mà rơi là nó rơi về những vùng hỗ trợ, thì khi vừa đi mà nó rơi những dàn này nó rơi rất là nặng, nó rơi mà về tới cái vùng hỗ trợ sâu hơn nè, bắt đầu nó cân bằng lại, nó tạo đáy để đi lên tiếp nè. Anh chị thấy là nó đánh là một đáy, hai đáy, ba đáy nè, nó mới về ở đây, nó mới lên tiếp, là do đây là cái vùng hỗ trợ của nó. Thì khi mà xác nhận cái vùng hỗ trợ này rồi thì nó mới chạy tiếp. Đấy, đó là cái quy luật về cung cầu. Còn cái giai đoạn này nó khác ở chỗ á, là nó đi lên, nó lên chậm rãi hơn, nó có những cái sự tích lũy lại. Ví dụ nó lên tới đây đấy ha, nó lên tới đây ha, bắt đầu nó nghỉ một nhịp rồi kéo tiếp, rồi lên tới đây có một cây điều chỉnh nè, nó về đây nó làm một cái nền ở đây, xong rồi nó thóc lên tiếp đấy, nó phân phối dần rồi nó kéo lên nữa là nó gãy đấy. Và khi mà những cái phiên mà tích lũy như thế này nè, những cái phiên mà gãy rồi test lại đây nè, là những cái phiên hỗ trợ của vừa đi. Thì cái giai đoạn này á, nếu vừa đi tăng thóc lên và gãy, thì khi gãy nó sẽ gãy về những cái vùng này trước. Thứ nhất là ví dụ như em ví dụ đi, nó kéo thóc lên thì em dự đoán là đỉnh đâu đó quanh quanh đây rồi, thì nó gãy về đây là hỗ trợ một ha, nó gãy về đây là hỗ trợ hai đấy, chứ mà nó không có gãy nặng như thế này đâu à, em đánh giá cái giai đoạn này nó không có đi nặng như thế này đâu ha, nó chỉ đi đâu đó tầm 20 đến 30 điểm thôi. Nếu mà gãy là gãy 20 đến 30 điểm, nó sẽ tìm được cái điểm cân bằng ở dưới này để anh chị mình đánh vòng mới, đánh cái sóng hồi lên đấy. Nó khác ở vừa đi ở giai đoạn trước ở cái điểm đó. Thành ra với anh chị mình mà có những cái chiến lược đầu tư mà trading ngắn hạn á, thì đương nhiên là em khuyến nghị ở clip trước rồi là mình không mua mới nữa ha, mình canh mình chốt những cái hàng trading ngắn hạn của mình thôi. Còn nếu anh chị nào mà đánh về cái góc nhìn nó trung hạn một tí, thì thị trường vừa đi bây giờ đang là uptrend mà, nó thoát khỏi cái xu hướng gọi là xu hướng downtrend trung hạn rồi, thì anh chị mình đã có hàng ở những vùng giá hiện tại, anh chị mình vẫn cứ tiếp tục nắm, chờ những cái việc mà vừa đi nó bung nổ, anh chị mình sẽ chốt bớt hàng, anh chị giữ lại cái chân hàng giá gốc ở dưới. Và khi nó rơi về những cái vùng hỗ trợ như thế này á, anh chị sẽ có những cái vùng đỡ giá để anh chị mình cover lại hàng, anh chị đánh cái sóng hồi lên đấy. Và tại sao cái giai đoạn này mình đánh cover hàng được là tại vì nó có những cái nền, nó có những cái nền hỗ trợ như thế này nè, xuống tới đây nó có đỡ anh chị mình cover lại hàng rất là dễ đấy. Anh chị nào mua đuổi thì trading ngắn hạn mà mua đuổi thì chắc chắn là lỗ thôi, lên tới đây anh chị mình mua thì chắc chắn là lỗ, lỗ đâu đó tầm 10%.
Nhưng mà nếu anh chị mà giai đoạn này nè, anh chị lỗ đâu đó tầm tới 20 đến 30% lận, nó rất là lớn, là do nó kéo thóc. À, tăng càng mạnh mà không có chỉnh là rớt nó sẽ càng nặng ha. Thì anh chị đánh dài hạn thì có thể là giữ hàng lên tới đây chốt, về đây cover lại để đánh những cái nhịp hồi lên của thị trường ha. Anh chị đánh trung hạn, anh chị nào có vốn lớn một tí, mình đi cái chiến lược trung hạn á, thì giai đoạn này đánh trung hạn được ha. Có được những cái điểm anh chị mình gia tăng hoặc là cover lại hàng rất là ok. Còn cái giai đoạn này mà anh chị mình đánh trung hạn nha, rơi mà nhiêu đây tiền ở đâu anh chị đỡ, anh chị rơi 20-30% như này anh chị không có tiền để cover đâu, xuống tới đây là lỗ, tới đây là lỗ, tới đây là lỗ nữa, không có tiền để cover hàng đâu anh chị ha. Đấy, những giai đoạn này mà đánh cover hàng được nè. Đấy, đó là cái những cái chiến lược mà anh chị mình lưu ý. Và anh chị mình để giúp em hai con trụ, lý do tại sao em làm cái clip này. Đây là hai con trụ chưa được kéo, nhà Vinh hôm nay kéo rất là ít. À, kỳ vọng em kỳ vọng là nhà Vinh sẽ kéo mạnh hơn ở giai đoạn sóng nước rút này. Thứ hai là FPT, FPT đang rất là đẹp. À, FPT là những cũng là một con trụ chưa kéo, hôm nay Masan với MWG kéo rồi nè anh chị. Nè Masan nè, MWG là chung dòng bán lẻ kéo rồi nè. Thì chỉ còn FPT thôi. Đấy. FPT thì thứ sáu hàng em về rồi, thành ra là đấy. Mình canh ha. Mình đánh sóng Vinhomes FPT mà em có hàng rồi nha. Mình đã có hàng rồi. Chứ điểm mua thì em không có anh chị, cho anh chị thì mình điểm mua được, em mua từ đầu tuần rồi ha. Dạ rồi. Anh chị canh giúp em hai con trụ. Ha. Bùng lên mình bán các mã, các danh mục của anh chị cũng nên canh bán là vừa, đối với anh chị đánh trading ngắn hạn đấy. Dạ rồi, thì em cũng kết thúc cái clip ngày hôm nay ở đây, và em cũng để những cái thông tin đó, liên hệ của em cũng như là tham gia room ở dưới, anh chị mình có thể theo dõi. Và em hôm nay cũng không có danh mục nào để mở mới cả, anh chị mình cứ canh bán các mã cổ phiếu thôi. Dạ rồi, em xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian để xem clip của em. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ.